Nè các bạn ơi, mua cái lốc nè các bạn. Bây giờ mình khứa ra mình có tiêu các bạn ơi. Nãy giờ làm sạch đây, giờ khứa ra có tiêu. Thắng hành có cá các bạn ơi. Rồi được rồi các bạn ơi. Bây giờ mình nêm nước mắm muối vô đây nha các bạn. Để cho ốp cá. Muối. Ngọt. Màu rồi bây giờ mình bỏ cá vô ốp nha các bạn. Đầu đầu chẻ đôi nè các bạn. Khứa mình ốp mình khứa khứa cỡ này được các bạn, đừng mỏng đừng dày quá, khứa cái này được rồi. Cái này mình để mình ốp lên các bạn, ốp đi để là khoảng 15-20 phút vậy các bạn ơi, cho thấm được rồi mà nó kho rồi để ốp đó. Rồi mới ốp bây giờ lâu quá ba ơi, giờ bật lửa kho. Chở cứ cá này cho thấm các bạn.
Rồi, bây giờ đổ nước rồi các bạn ơi. Đó, bây giờ để trái chín các bạn. Đây. Bật lửa lên luộc rau bắp các bạn ơi. Bỏ đi chút muối. Mình luộc rau mới rau bắp các bạn. Chín rồi các bạn ơi. Cá này giờ cũng chín rồi các bạn. Giờ mình bỏ tiêu hành vô. Bỏ tiêu hành vô. Cho thơm. Có cắt này chứ ớt các bạn. Mình không có ăn ớt nhiều. Rồi như thôi. Ăn cơm trưa các bạn ơi. Nó bắp mình luôn. Cái lớp mình kho nè. Mời các bạn nha. Ăn cái bắp các bạn. Cái bắp dễ ăn cơm các bạn. Dễ nuốt. Mình nhớ con lặn cá lóc các bạn. Mà trước cá lóc nhiều lắm các bạn ơi. Trước cá lóc thiên nhiên nhiều lắm. Chứ không phải nuôi như giờ đâu. Bạn mình nó kêu qua ăn cháo cá lóc.
qua không ăn được gì không? Không ăn được gì không? Nấu cháo làm sao mà nó bỏ cá vô à? Nó nấu đem ra nó vẽ, nó vẽ xương, nó vẽ thịt các bạn, rồi nó bỏ nồi cháo. Mà vẽ xương nó lấy xương xương sống không ạ, xương giữa mà còn mấy xương thịt nó không lấy. Wow, bới sẵn tô 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 vậy nó bỏ giá cho con, bỏ giá đít á, bỏ cháo cho mà nóng nữa mà mình hấp dẫn lắm các bạn. Wow, không ăn được gì hết. Mà biết sao không? Trộn lên á, trộn giá lên, cháo lên không? Xương nó còn mà xương dâm nó còn, nó trộn với giá thôi về luôn, ăn mắc cổ chết các bạn ơi. Nấu cho cá là phải kỹ các bạn, rửa xương cho sạch chứ không phải là rửa sơ sơ mà nấu được đâu các bạn. Mình nhớ tới giờ luôn các bạn. Nấu cháo kiểu nó thì cho ăn được các bạn. Hỏi giá mà nó lộn với xương mà với cháo hả? Rồi mình ăn như vậy ăn sao được? Lấy xương là không được. Bỏ tô cháo vào nước một các bạn, không ăn được một miếng luôn. Rồi sáng ăn hơi mắc cổ các bạn, làm gì không mắc cổ, xương không à, xương dụng không à, nó nằm chung với cháo với giá này sao ăn. Cái gì ẩu ẩu được chứ cái đó là không ẩu được các bạn. Cặp mình là mình rửa sạch. Nó hơi lâu một chút rồi có gì đâu. Tôi chia sẻ các bạn chút ha. Bữa cơm trưa của mình các bạn. Chào các bạn ha.